Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng ID cùng cái bộ trang phục là cấm vệ người tộc. Rất tuyệt vời. Bộ trang phục này là bộ trang phục với hiệu ứng kỹ năng màu tím mộng mơ. Thực sự thì ID cầm cái bộ trang phục này rất là hợp nha anh em ơi. Đó. Sở hữu cái vòng một to bá cháy. Thì thực sự đây là vị tướng nữ được rất nhiều các bạn yêu thích và sử dụng. Mặc dù thời điểm ở trong kho báu thì ID đã được rất kết rồi. Và đến thời điểm mà nó ra mắt bằng quân huy thì anh em đã mua rất nhiều. Và đến thậm chí là thời điểm nó ra mắt bằng vàng 25k vàng thì anh em cũng mua rất nhiều ID. Thực sự là các bạn có rất nhiều yêu thích vị tướng này. Bởi vì đây là vị tướng rất là mạnh, cơ động, có rất nhiều điểm lợi thế khi đánh ID. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ có khả năng cơ động bằng kiếm vũ, khả năng khống chế tốt bằng kiếm khí và long kiếm, khả năng sốc sát thương bá đạo bằng long kiếm anh em ơi. Thực sự thì có khống chế có cấu rỉa bằng kiếm khí có sốc sát thương có cơ động có. Một vị tướng đấu sĩ khá là toàn năng. Chính vậy các game thủ chuyên nghiệp sử dụng ID trong đấu giải rất là nhiều. Hay quá anh em ơi. Rồi. Chuẩn bị nha, áp sát. Quay bị choáng nhé. Rồi tiếp tục phát nữa này. Long kiếm này. Một phát này. Chết đôi anh em ơi. Ôi trời, may quá. Có tường hụt anh em ơi. Rồi, hồi chiếu 2. Rồi thế này, bye bye nhé. Thật sự thì có kiếm vũ, ID trở nên rất là cơ động. Và trong clip này thì mình sẽ thông báo cái sự thay đổi của vị tướng ID trong phiên bản cập nhật mới cho các bạn nào yêu thích ID và quan tâm về sức mạnh của vị tướng này trong phiên bản cập nhật mới. Nó tăng hay giảm sức mạnh, đây là điều các bạn rất là quan tâm. Đó, ok. Trận đấu này thì đầu game thì nói chung team bạn rất là nực anh em ơi. Bởi vì đội hình team bạn có Batman, Joker, Ryuma, Wonder Woman, Nạc Lót, những vị tướng đầu game khá là mạnh với lượng sát thương khá cao từ cái nội tại và kỹ năng. Đó, không giữ lại được con bùi xanh rồi, rất là đáng tiếc. Rồi hay quá anh em ơi. Đến rất là kịp thời. Thì team bạn đầu game lợi dụng chất tướng đang ép người quá đáng em ơi. Team mình thì đầu game voi cần đồ để quẩy, Laudiel cần đồ để bay, và thậm chí là ID thì rất cần đồ, và Vanet thì cũng rất là cần đồ. Thành ra bị team bạn ép ở thời điểm đầu game khá nhiều. Ok thì hiện tại thì nói chung là cũng hơi là mệt anh em thông cảm nhá. Giọng nó cũng khàn khàn mất rồi. Tại vì công việc gia đình mình thời điểm này cũng khá nhiều. Công việc làm việc chính của mình cũng khá nhiều anh em ơi. Các bạn thông cảm nhá. Và thời điểm này dạo này mình ra ít clip đó là lý do như vậy. Tranh thủ chơi game một đêm mà mệt sấp mặt anh em ơi. Ở đây các bạn có thể thấy là Yuriyama với Batman cứ dí mình thôi, có dí được đâu mà cứ dí. Bởi vì ID là vị tướng thủ đường rất là tốt và cực tốt luôn, bởi vì nó có kiếm khí mà anh em ơi. Cái kiếm khí này nó thủ đường vô cùng tuyệt vời, khống chế thì rất là tốt. Nói chung là bộ kỹ năng con này nó khá là toàn diện ở khả năng khống chế, sốc sát thương, cơ động, rất là tuyệt vời anh em ơi. Và có một cái sự thay đổi mới cho ID, khiến ID mạnh hơn ở thời điểm của game, làm các bạn đánh ID đầu game dễ hơn, không còn quá mỏng cánh, quá là bị bốc hơi một cách nhanh chóng trong giao tranh. Đó là sẽ tăng giáp phép cho ID ở thời điểm đầu game. Hiện tại đầu game ID không hề có giáp phép nhá. Nó phiên bản mới nó sẽ có 50 giáp phép như rất nhiều vị tướng khác ở trong cái phiên bản cập nhật mới game ơi. Nghĩa là ID sẽ được tăng sức mạnh mọi người ơi. Đó. Rồi ấn long kiếm hơi chậm anh em ơi.
Thôi xong rồi, thôi xong. Sorry anh em nhá, pha đấy mình ấn long kiếm nhá, lại ấn bộc phá chứ. Thành ra lúc mình ấn sang long kiếm là team bạn chạy mất dép hết rồi. Long kiếm vào không khí nó tai hại như thế nào. Con ID này nếu mà anh em dùng chiều cuối mà lỗi một cái thì nó cũng rất là tù nhá. Bởi vì con này chiều cuối nó rất là mạnh. Mà mất chiều cuối rồi thì nó lại thành phế. Bởi vì khi dùng chiều cuối chúng mục tiêu mình được búp rất nhiều giáp, khống chế tướng địch, gây sát thương vật lý hai lần liên tiếp rất là lớn. Và tăng tốc chạy rồi tốc đánh cho ID. Thực sự là mít chiều cuối. Phế luôn chất tường anh em ơi, phế luôn tường trong giao tranh. Ở đây các bạn chú ý phải dùng cái chiêu 2 kiếm vũ áp sát ngay chân tướng địch để dùng chiêu cuối. Và dùng chiêu cuối chúng càng nhiều tướng địch càng tốt thì sẽ rất có lợi cho team trong giao tranh. Từ pha này thì mình cùng để thử nghiệm. Tại sao đi vào đây bạn ơi? Thôi mình sẽ thủ lên dưới vậy. Rồi hay hay hay. Thanh niên đứng đây làm cái gì thế? Mình còn gọi là long kiếm mà đứng giam đứng đấy nhá. Long kiếm bộc phá vẫn còn nguyên. Ở đánh AD là chúng ta phải biết chấp thời cơ thật là nhanh. Bởi vì việc áp sát và tung chiêu cuối anh em phải chấp thời cơ thật là nhanh thì mới làm tốt được. Tiêu diệt tướng địch thật là nhanh, tiêu diệt chủ lực thật là nhanh, tiêu diệt tướng ít máu thật là nhanh. Rồi, long kiếm này, đứng lại, solo không? Rồi, thanh niên, tàng hình rồi anh em ơi. Qua wow, mất cái con thổ dân của mình rồi. Đừng bố ơi, hết long kiếm rồi, không thể báo được. Ôi kéo mình về hay quá bạn ơi. Rồi. Ui. Quá gắt đó là chị đại ban đầu mình em ơi. Khỏe đấy nhờ, lưỡi bố không ăn được kìa. Lưỡi bố không ăn được anh em ơi. Rồi chơi cỏ quay thôi, chiều cuối lại. Rồi đánh luôn. Thực sự là chị đại rất là lực anh em ơi. Vị tướng này trong phiên bản mới có thay đổi gì không thì mình sẽ thông báo trong từng clip tiếp theo nha. À, việc mua ID đó là vô cùng tuyệt vời bởi vì nó sẽ được tăng sức mạnh em ơi. Mình đã khuyên rất nhiều các bạn chơi ID và mua ID bởi vì vị tướng này khi mà các bạn luyện lên cái trình độ thành thạo cao thì các bạn sẽ đánh vị tướng này rất là tuyệt vời, rất là tốt, nhập danh sẽ rất là ok. Một vị tướng đấu sĩ toàn năng, khống chế tốt, cơ động cao, sốc sát thương cũng tuyệt vời thì tội gì anh em không mua. Ở đấu sĩ phong cách sát thủ anh em ơi. Cứ quay mặt đi một chút xíu là lại lên bảng đánh số tập thể kia. Chán thật. Trận đấu này team bạn không hề có cái gọi là cái đồ gây sát thương phép. Đấy anh em thấy có mỗi chị đại ban đầu mình có cái áo choàng thần da và Lacrosse cái Revival Time. Nên mình sẽ nên không nên cái quân chân choi anh em ơi. Rồi.
À, chiều cuối hụt kìa. Rồi ngoài nhưng mà rất khỏe anh em ơi. Tôi nạc lót đến thôi, nòng kiếm chạy thôi. Trời ơi, bộc phá. Đắt quá anh em ạ. Dính ngay bộc phá không thể chạy được. Và mình bật nòng kiếm thì cũng hơi chậm chút xíu. Rồi anh em ơi, về đi. Về đi bốc hơi tập thể bây giờ. Thôi xong rồi, nát. Nát rồi anh em ơi. Tôi xong. Đẩy bánh Nga đau đeo hổ báo quá rồi, bơi thơi thọt rồi. Đầu game team bạn rất là khỏe mà đến tầm giữa game mà team bạn nằm như này rất là tuyệt vời rồi. Cố gắng kéo lên để cho Valet khỏe rồi. Đau đeo khỏe thôi, tôi xong trụ rồi anh em ơi. Ngắt quá. Mình chết cái là team phải biết suốt nuôi chứ. Vì thiếu người làm sao đánh team bạn. Nhất là khi mà mid thì mình khá là thọt. Violet cũng khá là thọt anh em ơi. Nên bảng điểm số liên tục thế kia. À đúng là các cụ còn nói là sai mà đi thì đi một ngàn dặm anh em ơi. Quăng game trận đấu. Thôi sau đi anh em nhá. Và đấy thì không nên solo với chị đại thì WW Wonder Woman. Thực sự thì rất là khỏe và rất là trâu. Nếu như mình đánh thì mình sẽ không đứng lại solo nữa. Anh em chú ý nha, không được solo với chị đại. Đó, mình sẽ lợi dụng cái khả năng cơ động và chị đại sẽ chơi cuối cùng nha. Cứ chơi bị tối ngày đầu game thì nó rất nguy hiểm ấy. Bên men. Thôi xong đau đeo rồi. Về bạn ơi. Về ngay lập tức thôi xong lốt nữ bố rồi. Mình chắc có long kiếm thì chắc ăn được Batman thôi. Ok. Tinh công này Violet ơi. Thì bạn quét sạch rồi mà. Thôi, chắc là không muốn ăn rồi. Không muốn ăn rồi, thôi. Chán thật. Có con kinh công này thì team lật kèo ngay anh em ơi. Đó có nổi thì thôi. Ở nếu mà Violet di chuyển ra cùng thì chắc là bắn được anh em ạ. Mình nghĩ là bắn được. Mà thôi không, team không phối hợp thì thôi vậy. Neo danh đơn là như vậy anh em ơi. Mình không bao giờ đánh rank team luôn anh em ơi. Bởi vì đánh rank đơn thì mình luyện được kỹ năng sống tự lập hơn. Và nhiều khi gặp team không hiểu ý trong giao tranh rồi team yếu và gặp team bạn đánh phối hợp rất là tuyệt vời hoặc là đi ba thì thực sự thì rất là khó đánh. Có khi đã ăn hành sấp mặt luôn anh em ơi. Nếu các bạn nào neo đánh đơn thì biết cái khổ của neo đánh đơn rồi. Nó là như vậy. Phụ thuộc vào đồng đội rất là nhiều. Không giống đánh team. Đánh team thì mình rất là yên tâm. Không phải lo cái lên này lên kia cả. Đó, mình rất yên tâm đánh lên của mình. Mình kêu một cái đồng đội đến ganh cho ngay. Mình ok. Lại lòng kiếm lỗi rồi. Trận đấu này lòng kiếm lỗi hơi nhiều. Nên các bạn nếu mà muốn neo danh cao và muốn lên thách đấu hay là muốn lên danh cao thủ thật cao, hoặc là các bạn lên danh thấp và muốn lên cao thì hãy lập team mà chơi để tìm những người phù hợp với lối đánh của mình thì sẽ leo danh rất là dễ dàng. Neko Mobile đó là cái game thể loại MOBA nên phụ thuật vào chiến thuật và kỹ năng cá nhân thì nó không quyết định tất cả anh em ơi. Đó ok. Để các bạn thể thấy là cái game này cái kỹ năng dùng rất là dễ. Kỹ năng định hướng rất là dễ luôn anh em ạ.
Thành ra là để các bạn thông thạo mật tướng thì nó cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ luyện tập mà tướng khó thì các bạn có thể luyện tập mấy ngày là ok. Tướng dễ thì các bạn có thể chơi vài lần là các bạn đã thành thạo rồi. Quan trọng là cái khả năng di chuyển và phối hợp team cùng nhau thôi. Ok, chiều cuối phát này lát team này. Rồi, ở đây chắc chắn thì sẽ là kèo anh em ơi. Đấy, vào late game rồi thì khi mà lao đi có đồ, Violet có đồ thì team bạn lại không đánh được. Cái nâu đi eo khỏe này là của là phá lát đội hình tím bạn rồi anh em ơi. Ok, như vậy là video clip mình chơi ID chém gió cùng anh em và thông báo cái sự thay đổi của vị tướng này trong phiên bản cập nhật mới đến đây hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn lại trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.